Dạ, cảm ơn nữ ca sĩ Ngọc Ánh Tuyết Phương. Dạ, chào mọi người. Chỉ còn một bài hát đôi của anh nam nghệ sĩ Hữu Tâm nữa thì anh em chúng tôi xin nhận lại các chương trình ca nhạc. Thì xin nhạc sĩ Anh Phụng chuẩn bị chương trình em Phụng. Xin mời nam nghệ sĩ Hữu Tâm. Yeah.
gỡ bỏ những